tiếp. Hoa này lỗ rồi, bỏ thôi chứ không ăn đồ mất. Chạy nữa béo. Ở đây số chân trái ngay luôn cũng được, nhưng đang chống chải, quay lên giúp cho thuận nhé. Trời ơi. Yeah. Butter này trước Tết để tới giờ luôn nè. Trận tất niên. Giờ chuẩn bị đá tân niên luôn rồi. Chưa gỡ ra nữa. Style này quen không anh em? Mang vớ, giày sandal. Và đây là đôi giày sẽ thay. Ai muốn mua vớ và túi giày giống mình thì link trong phần mô tả nha. Nay ngày mùng 4 Tết, sân K34 tổ chức đá trận tân niên giữa những em trẻ K34 đá với nhau. Nói trẻ K34 vậy thôi chứ cũng lớn hết rồi. À, nhớ lát về đá nha, chân đá được chưa? Có chứ. Trời ơi, mới mổ được có 1 tháng rồi đá rồi. Ghê thiệt. Dây chằng nhân tạo ghê thiệt. Hai vô đá chung nha. Ok, năm mới vui vẻ anh ơi. Sỏ vậy thôi. Và đây sẽ là trận banh cuối cùng trên mặt cỏ sân K34 nhé cả nhà. Sân K34 thời gian tới sẽ gỡ bỏ cỏ và thay bằng sàn futsal nha. Mai mốt cả nhà sẽ được xem bóng đá sân 7 trên nền futsal. Nghe thôi là thấy độc lạ tân binh rồi cả nhà ơi. À, anh em thấy không? Mỗi lần mình mang giày là có một cái dụng cụ sỏ giày chuyên dụng vậy đó. Anh em nào muốn mua mấy cái món hàng độc lạ như vậy hay là vớ giống mình thì có thể xem trong phần mô tả nha. Đây đội nhân viên hả? Có ai hả? Luận, Hiếu, Nam, Cơ. Sĩ đa năng quá ta. Khoa thầy giáo, Red. Vô Đức. Béo. Ủa sao vừa đủ người hả? Đức. Ủa còn ai nữa? Đá gì quẩn dữ vậy? Hồi quẩn ghê vậy. Ôi. Ca này chắc là cái đế nó bị xúc ra nhưng mà không mang đi mai lại, lấy băng keo quấn lại vậy luôn á. Chết tôi. Ừ. Ừ. Không sao. Nãy giờ chạy lăng tăng, giờ mới nhớ là chưa cột giày nè anh em. Về lại. Tình hình là cả đám không ai khởi động gì hết, vô cái là đá ngay luôn, nên bây giờ phải đập nhã vài cái, di chuyển nhẹ nhàng một tí cho có cảm giác cái đã. Về lại. Ok. Ok. Ủa, ai đội nón bảo hiểm mà đứng giữa sân vậy? Ô là la, chỗ này trống nè, cho khe đi Red ơi. Áo đen đó là ai vậy ta? Lại gần xem sao. À thì ra là anh Sĩ chủ sân. Vậy đứng quay phim giữa sân luôn rồi. Đồng đội che hướng ở ngoài, mình lót ở trong là xong. Mới rút có mấy tua, thở không ra hơi luôn. Đồng đội thì đang chống bên kia, khổ cái là bóng lăn chưa tới chân. Tới chân thì hậu vệ về hết rồi, đổi phương án thôi. Quẹt.
Vướng anh sĩ rồi, làm sao lấy trái banh này đây? Cái... Red. Đẩy biên đang trống, nhưng phía trước có hậu vệ. Red. Cầu luôn Red. Trời ơi. Tính đá cái góc gần mà bị hậu vệ bắt bài. Ây da, đồng đội bị luồn sau lưng, ra lót thôi. May quá, suýt tí thua một trái rồi. Lỡ rồi. Lỡ rồi, trọng tài nó lỡ rồi. Nghe đầu rồi đúng không? Bước ra đây luôn, để ép đội bạn bấm bóng vào trong, không cho phối hợp nhỏ ngoài biên. Ở giữa rồi. Quả này xui thôi anh em ơi. Làm lại nào. Đẩy biên chống chạy quá. Lên hỗ trợ đồng đội ăn bàn nào. Red. Pha này chạy lên hỗ trợ có phí công không anh em? Nói chứ thấy hay thì đừng quên like đăng ký kênh nha. Ây da, đau quá. Bé. Ô là la, chồng biên cánh phải được nè. Ôi, nè. Gôn ngã rồi, bấm banh qua đầu thôi. Chà. Đứng dậy kịp luôn hả, ghê vậy. Nhìn hình chắc anh em biết mình sẽ làm gì rồi đúng không? Trả về chứ gì nữa. Trời ơi trời. Ở giữa có khoảng trống. Thôi. Tiếp. Pha này lỗ rồi, bỏ thôi chứ không ăn đòn mất. Trung vệ hù thôi, chứ không lẽ cho mình ăn đòn thiệt sao? Nói thiệt với anh em chứ khúc này là mình chỉ đi bộ coi đá banh thôi, chứ hết chạy nổi rồi. 12 giờ trưa, trời thì 40 độ C nữa, chạy muốn xỉu luôn. Thua có một trái thôi, đi bộ thở xíu rồi gỡ nào. Dí, ok. Dí, trời ơi. Ừ. Hướng quay về bị kẹt rồi, quay lên thôi. Rồi, đấy rồi. Đức. Lỡ. Theo anh em thì pha té vừa rồi của Đức là có bị phạm lỗi hay không? Để lại một comment nào. Ôi. Rồi. Bóng chạm lưới trên trần nhà rồi. Sao trọng tài không cắt coi? Chủng lưới trên ra biên trọng tài. Cây thiệt chứ, nhưng phải theo ý kiến của trọng tài thôi. Hậu vệ bắt bên phải, bên trái có đồng đội. Ghê vậy? Tổ Khoa ơi. Đỉnh vãi. Khoa thầy giáo là thủ môn mà dứt điểm ghê trời. Đưa anh là bước lên. Tính đưa ở đây mà số 27 bắt bài. 6
hướng quay lên không ăn thua, quay về thôi. Ê, anh Binh, chạy về. Nope. Thôi. Xem mình múa skill electrical nè, nhưng mà không lừa qua ai hết. Ồ. Đeo camera nên không dám tranh chấp ban đầu. Ok. Được, ok. Cùng xem nhé, che đường chuyền và chuẩn bị tư thế để cắt hướng di chuyển. Đó là tư duy phòng ngự 1-2 cơ bản. Chạy viên, ok. Thế tôi. Bước lên đây để nhận đường trả về nè. Đội bạn đã dồn hết qua cánh phải, cánh trái chắc chắn ổn. Hay vậy. Anh em thấy hay, nhớ cho một like và đăng ký kênh nha. Nghĩa một phát trước khi nhận banh nào. Khoa đang cắt ra cánh, mình cứ trụ lại ở giữa. Ôi ghê vậy. Ôi Khoa ơi, chết tôi rồi, sao vậy nói. Số 12 kiểu, bớ người ta đánh nguội, bớ người ta đánh nguội. Mệt quá anh em ơi. Tình hình là mệt quá, phải ra cả tuần, nghỉ bữa giờ là chắc là 7-8 ngày là tuần á. Không có đá banh nên ra thể lực nó xuống rồi chắc chắn rồi. Chỉ số trong sân hiện tại đang là 4 đều. Mệt quá mà máy quay cũng hết pin nữa, thành ra phải ra nghỉ thôi. Ok ha, 4 đều, tiếp thôi. Yeah. 88 hả? Hơi chật chội nha. Qua hiệp 2 thì cho đá 88. Để không còn một cầu dự bị nào ở ngoài sân. Mọi người đều được đá nha anh em. Ăn vạ không có tác dụng nha béo ơi. Vũ Luân nó chân phải. Gặp về nè chứ đâu. Trời ơi suýt cắt được. Ôi. Ở 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 nhìn ông số 25 báo. Hơi tài tài. Tiếp. Chúng tay thì mét trong tài. Mà lợi thế ăn bàn thì đá tiếp luôn. Thật là lương lẹo quá đi. Bóng hơi xa tầm với, làm gì đây ta? Trời. Thủ môn slide phát, hú hồn luôn, mới ngày đầu năm. Tới đây thì đặt lòng luôn cũng được, nhưng thôi, đóng một cái cho đã chân cái nào. Tưởng đốc cũng mập luôn rồi chứ. Chết tôi. À ha, Hiếu Ke thuận chân trái. Pha này mà không sút ngay là kéo về chân thuận để sút nè. Ok. Ây da. Ây da, chụp nghèo. Ông làm sao, ông đâu. Ây da. Tiêu cái mắt cá của tôi rồi. Keeper. Giữ lại Khoa. Béo. Hay quá Khoa ơi. Cái nữa béo. Ở đây sút chân trái ngay luôn cũng được, nhưng đang chống chải, quay lên dứt chân thuận nhé.
trời ơi. Tay rồi mày, chọc tay. Tay đi rồi, chọc tay. Cứa trái banh sát góc rồi mà thủ môn cũng bay tới được. Cái xin banh nè, nhưng liệu đồng đội có đưa? Gãy hết cả đám luôn trời ơi. Đưa khoa. Chắc là đồng đội không muốn leo biên cánh này, thôi đổi biên cánh kia. Béo. Được. Ô là la, chiêu la kìa anh em ơi. Trời ơi. Trái nữa. Hồi nãy thì ăn một trái banh của mình, giờ thì ăn thêm trái nữa. Xui cho Nam. Đức Travel rất chịu truyền dài cho Khoa thầy giáo. Khoa. Đây đấy. Ơi con. Ô là là, số 25 hết báo rồi nha. Dễ yếu. Hay quá vậy. Ơi. Chuẩn bị chi villa nữa nè anh em ơi. Yeah. Đó là bàn thắng đầu tiên của mình trong năm Quý Mão. Siêu phẩm. Bravo. Tuyệt vời. Một đường kiến tạo bằng Chivilla hết sức tuyệt vời từ Red. Anh em thấy hay, nhớ like đăng ký kênh nha. Sẵn tiện nhắc đến Chivilla thì ai muốn mua áo Chivilla, link trong phần mô tả. Cho cái khe này được nè. Trời ơi. Chích mũi chân trái luôn thì ngon. Tay. Không cố ý. Bạn ơi. Không cố ý. Không cố ý nữa. Cái chấm tay không? Tay ghép lắm rồi đó. Cái chấm tay thì bạn. Rồi, này ra đi. Nói chứ, theo luật mới của FIFA thì bóng chạm chân dội lên tay thì không tính là phạt nha anh em. À quên, chạm đầu mà dội vô tay cũng vậy luôn. Nhưng mà anh này đã chơi vui, thổi band cũng vui nha anh em. Hai cái đội này đá thì ít, giỡn và cãi lộn thì nhiều. Nắm tay tình thương mến thương quá luôn ơi. Chạy ghê vậy. Rồi. Không ăn thì bị ăn thôi chứ sao giờ. Ừ. Ở đỏ này chơi sơ chiến thuật thú vị quá. Tốt quá. Ấy. Về lại Khoa, về lại. Béo, sao lưng nào béo? Béo đã tính kiếm 30k nhưng không thành công. Có hai phương án lúc này. Một là thả dọc biên, hai là bật tường.
Theo anh em thì Red sẽ chọn hướng nào? Thằng béo. Nhẹ nhàng chơi. Hơ hơ, ở giữa trống thì nhét đi chứ đá vòng vòng ngoài biên chi. Đừng quên like đăng ký kênh cho pha đặt lòng quá hay của béo nha. Đúng kiểu bị vô luôn hả? Khoa thầy giáo là thủ môn, nhưng mà đá cũng ổn áp quá. Tặng cho khoa thầy giáo một view clip đá banh nè. Ủa, bóng đâu rồi? Ủa, bóng banh hả? Sao vậy em? Rồi, đi lượm banh mệt luôn. Đi lượm banh. Đi lượm banh hay nghỉ? Thôi nghỉ đi chứ giỡn không mà, đá đấm gì nữa. Nghỉ. Á, trận banh đang hay luôn á. Kết thúc trận banh đầu xuân và mình đã có bàn thắng đầu tiên của năm Quý Mão và vô lê khá là đẹp đúng không nào anh em, thấy hay nhớ like nha. Anh Sĩ thì lo giải quyết công việc rồi nên ra hồi nãy không có đá chứ, mà đội nhà nên thành ra mấy anh em cà rỡ hơi nhiều, anh em thông cảm nha. Nhưng dù gì cũng có một video clip thú vị, những bàn thắng đẹp dành cho anh em xem đúng không nào. Thấy hay like đăng ký kênh, đón chờ các clip mình trong thời gian sắp tới nha. Sắp tới mình sẽ còn làm rất là nhiều video clip thú vị thế này, và không chỉ là đơn giản đá banh, sẽ còn nhiều thứ khác thú vị hơn. Mọi người cùng đón xem trên kênh YouTube của Thiên Tài Soccer nha. Xin chào, gặp lại. Bye bye.